Chào các bạn, cùng những lời chúc trân trọng và thân thương nhất để đáp ứng lời yêu thích, chia sẻ và ủng hộ của các bạn đã đăng ký xem kênh video của mình trong suốt thời gian qua, đồng thời để không ngừng cải biến và phát triển kênh video của tôi ngày càng phong phú và đa dạng hơn. Hôm nay tôi xin phép ra mắt video mới cũng chủ đề chính, đó là giúp đỡ vợ yêu, tập 6, đó là giúp vợ luộc trứng đứng. Vậy luộc trứng vào bếp không được ngồi luộc trứng hay chỉ đứng luộc trứng? Vậy luộc đứng trứng hay đứng trước luộc như thế nào? Xin mời các bạn hãy xem qua kênh video này nhé. Sau đây, trước khi đi vào nội dung chính của chương trình hôm nay, tôi xin mạn phép kể cho bạn nghe một câu chuyện vui tự biên với tựa đề đó là Cái đó của tôi. Câu chuyện có nội dung như sau. Ở nọ, trong một quán lá ven đường, không biết vì nguyên cớ làm sao, đôi thanh niên cự cãi với nhau vô cùng kịch liệt. Không ai chịu thua ai, anh A chỉ vào cái của anh B và nói: tại sao cái của nằm lại thích cái đứng của tôi? Anh B không chịu thua, tức tối chỉ vào cái của anh A và nói: cái của anh đứng to hơn của cái của tôi nằm. Anh A vô cùng giận dữ và quát tháo lên ầm ĩ và chỉ vào cái của anh B và nói: cái của anh nhỏ nó nhiều hơn của cái tôi đứng. Đôi bên cự cãi với nhau vô cùng kịch liệt, không ai chịu thua ai. Cuối cùng phải lên nhờ quan trên xét xử tại công đường để tra hỏi sự việc. Quan cho đòi anh A và bảo nói: thế cái của anh như thế nào, anh kia thích thế? Anh A khép nép mở ra chỉ vào và nói: bẩm quan, cái của con nó to, nó đứng nó không chịu nằm, đè nó nằm thì nó nằm, buông ra thì nó đứng, để nó đứng thì nó đứng luôn, nó không chịu nằm. Quan nghe quan vô cùng bối rối, không biết xử trí làm sao, bèn cho gọi anh B vào và tra hỏi: thế cái của anh kia như thế nào mà anh thích thế? Anh B cũng khép nép mở ra chỉ vào cái của mình và nói: bẩm quan, cái của con nhiều mà nó nằm nó không chịu đứng, dịnh nó đứng thì nó đứng, buông ra thì nó nằm, để nó nằm luôn, nó không chịu đứng. Quan thoáng nghe qua vô cùng bối rối, đỏ mặt tía tay, không biết làm gì hơn, đập bàn quát tháo: mà hãy đem vào đây cho ta xem. Câu chuyện đến đây xin tạm dừng và đoạn kết câu chuyện sẽ tiếp tục vào cuối chương trình video này nhé các bạn. Đồng thời để cho quan trên xét xử cho công bình và văn minh, xin các bạn hãy cho biết cái của anh A là cái gì, cái của anh B là cái gì nhé. Sau đây chúng ta hãy đi vào chương trình chính của đoạn của câu chuyện hôm nay nhé. Đó là luộc trứng đứng. Nói đến trứng thì chúng ta sẽ biết rất nhiều loại trứng: trứng gà, trứng vịt, trứng cút, trứng cá, trứng chim, trứng rắn, trứng rùa, trứng ngỗng, trứng đà điểu, vân vân. Tuy nhiên có một số loại trứng mà chúng ta phải tránh xa và ngăn ngừa chúng, đó là trứng cháy, trứng giun, trứng sáng, trứng ruồi, trứng mũi, trứng cốc, vân vân. Đó các bạn. Nhưng hôm nay trong phần video này tôi chỉ đề cập luộc ba loại trứng thôi đó các bạn, đó là luộc trứng gà, trứng vịt và trứng cút. Vì các loại trứng kia tôi chưa có chuẩn bị kịp và sẽ cố gắng, nếu có yêu cầu của các bạn tôi sẽ đề cập những loại trứng này trong cả những các video tiếp theo nhé. Để luộc và các loại trứng được ngon và dễ luộc nhất và ăn rất là hữu hiệu nhất, bổ dưỡng nhất, thì xin các bạn hãy vào bếp cùng tôi nha. Bây giờ chúng ta tiến hành luộc trứng nha các bạn. Trứng sau khi mua về dù muối dù không, chúng ta cũng phải rửa qua nước sạch cho thật sạch cho các bạn, để đảm bảo vệ sinh thực phẩm các bạn. Trứng được sạch xong thì chúng ta tiến hành sẽ bỏ vào trong, chúng ta sử dụng một cái nồi, cái son, chúng ta bỏ vào, chúng ta bỏ vào thì theo lượng trứng, nồi ta sẽ dùng son nhỏ son lớn các bạn. Thì trứng sau khi rửa xong chúng ta sắp vào trong son, chúng ta sắp từ lớp 1 các bạn, cho đến khi đến đầy son trứng thôi các bạn. Nhưng mà theo kinh nghiệm của tôi thì luộc trứng ngon nhất và trứng đều nhất và nhanh nhất là chúng ta chỉ luộc lót một lớp trứng ở dưới đáy nồi các bạn, một lớp trứng thôi các bạn. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành tưới nước vào. Chúng ta sau khi sắp trứng xong thì chúng ta tiến hành chế nước lạnh vào các bạn, nước lạnh, nước sạch vào các bạn, nước sạch vào. Chúng ta chế nước sạch vào, chúng ta chế nước và ngập trứng. Chúng ta chế nước ngập trứng khoảng một lóng tay, chúng ta ngập qua trứng khoảng một lóng tay
đó, các bạn ngậm trứng khoảng từ 2 phân nước các bạn. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bắt lên bếp. Bắt lên bếp chúng ta sẽ luộc. Trước khi chúng ta bắt lửa, chúng ta phải tiến hành bỏ vào trong nồi luộc trứng chúng ta một ít muối các bạn. Chúng ta bỏ vào một ít muối. Muối có tác dụng là giúp chúng ta trứng sẽ không bị nứt vỡ trong quá trình trứng, vì do nhiệt độ bên ngoài và nhiệt độ bên trong trứng gây ra sự đột ngột đó các bạn. Đồng thời muối sẽ giúp trứng tối với tất cả những trứng đã được rạn nứt nở bẻ mẻ rồi, sẽ khi trong quá trình luộc trứng sẽ không rầm trắng và làm rõ trứng sẽ không phụt ra ngoài làm cho trứng mất đi vẻ đẹp đó các bạn. Đó, khi chúng ta xong, chúng ta tiến hành đậy nắp và chúng ta bật lửa luộc các bạn. Đối với trứng gà, trứng vịt, trứng cút, thời gian luộc trứng cũng rất là khác nhau đó các bạn. Đối với trứng cút thì chúng ta bắt đầu tính từ khi nước bắt đầu sôi các bạn. Thời gian luộc chúng ta sẽ tính từ khi bắt đầu nước sôi. Khi nước sôi thì đối với trứng cút thì chúng ta luộc thêm 7 phút nữa các bạn. Còn đối với trứng gà chúng ta luộc thêm 12 phút nữa. Và đối với trứng vịt thọc lớn thì chúng ta luộc thêm 15 phút nữa các bạn. Là chúng ta tắt bếp, chưa trứng là trứng vừa chín rất là ngon và rất là dễ luộc đó các bạn. Đó, trong thời gian chờ quả trứng chín, rồi tôi xin phép mạn phép chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm của bản thân tôi về cách sử dụng trứng mà tôi đã học được từ người thân trong gia đình, từ bạn bè, từ sách báo, từ trang mạng đó các bạn. Trứng ngon nhất là trứng sau khi sinh một ngày tuổi đến 2 ngày tuổi, nhưng trứng như thế này khi luộc chúng ta rất là khó bóc vỏ. Đồng thời trứng ngon và dễ bóc vỏ cũng là trứng luộc từ trứng sau khi sinh từ 3 đến 7 ngày tuổi đó các bạn. Khi trứng này ăn cũng rất là ngon và chúng ta bóc vỏ tương đối là dễ. Còn trứng mà từ 7 ngày tuổi trở lên và lâu hơn nữa thì trứng này kém chất lượng, kém ăn, kém ngon hơn, nhưng mà luộc rất khi bóc vỏ rất là dễ bóc vỏ sau khi luộc đó các bạn. Tuy nhiên trong quá trình chúng ta sử dụng các loại trứng lâu ngày đó, chúng ta phải loại bỏ ngay những quả trứng ôm thối, vì khi quá trình luộc trứng sẽ nổ tung trong nồi, khi chúng ta đứng gần có thể bị gây phỏng hoặc trứng sẽ bay cỏ mùi hôi thối xung quanh trong nhà chúng ta, rất khó mà vệ sinh được cho nhà chúng ta hết mùi hôi đó các bạn. Đồng thời trứng đối với trứng thì rất là bổ dưỡng thật, nhưng chúng ta không nên dùng trứng sống, cũng như chúng ta không nên dùng trứng luộc đồng đào, và chúng ta cũng không nên dùng trứng sống đánh vào những tô cháo còn nóng để tạo, chúng ta thường hay dùng để tạo những tô cháo cảm đó các bạn. Vì thực chất trứng độ nóng của tô cháo không thể làm chín được quả trứng, và trứng đó là sẽ trứng sống thì cơ thể chúng ta sẽ hấp thu rất là thấp, lượng hấp thu dinh dưỡng trong quả trứng chúng ta hấp thu chỉ từ 40-45% thôi các bạn, còn số lượng còn lại sẽ bị đào thải ra ngoài. Đồng thời chúng ta sử dụng trứng sống thì trứng sống sẽ là một mầm còn có nguy cơ chúng ta sẽ bị lây lan các mầm bệnh từ gia súc gia cầm, rất là nguy hiểm đến cơ thể sức khỏe của chúng ta, như là H5N1 chẳng hạn đó các bạn. Đồng thời khi chúng ta dùng trứng thì chúng ta không nên dùng trứng chung với đậu nành, cũng như tất cả các sản phẩm từ đậu nành như sữa đậu nành, tàu hũ, tàu hũ kia vân vân. Và đồng thời chúng ta không nên dùng trứng ngay sau khi chúng ta uống nước trà, và chúng ta dùng trứng xong chúng ta uống nước trà ngay vì rất có hại cho sức khỏe của chúng ta đó các bạn. Đồng thời chúng ta khi chiên trứng chúng ta không nên chiên trứng với tỏi, vì tỏi với trứng kết hợp lại sẽ tạo ra một chất rất không bất lợi cho cơ thể chúng ta. Đồng thời trứng thì chúng ta không nên ăn với quả hồng, dễ về quả hồng với trứng kết hợp với nhau sẽ tạo chúng ta bị ngộ độc thực phẩm đó các bạn. Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân tôi về quả trứng, rất mong chia sẻ đến các bạn và các bạn cần chú ý trong quá trình sử dụng trứng. Mà có một điều nữa mà tôi quên nói với các bạn là đó là trứng chúng ta không nên dùng chung với thịt đỏ. Thịt đỏ thì gồm có là thịt bò, thịt trâu, thịt dê, thịt cừu chẳng hạn đó các bạn. Vì sử dụng các cái đó sẽ tác dụng với tác liền ngược lại với nhau, cho nên chúng ta bắt bổ cho chúng ta cơ thể chúng ta hấp không thể hấp thụ được đó các bạn.
À, bây giờ thời gian đã nói chuyện với các bạn đã ấy chứng cũng đã làm chính rồi, chứng chính thì chúng ta sẽ tiến hành tắt bếp, chứng chính thì chúng ta sẽ tiến hành tắt bếp. Chứng sau khi luộc xong chúng ta sẽ tiến hành vớt chứng ngay ra bỏ vào trong nước lạnh các bạn. Chúng ta vớt chứng ngay ra bỏ vào trong nước lạnh và để làm nhiệt độ thay đổi đột ngột, giỏ quả trứng và thịt quả trứng dược vào với nhau, sau này chúng ta rất là dễ lột đó các bạn. Đó, chúng ta vớt trứng ra bỏ ngay vào trong thau nước lạnh các bạn. À, trong thời gian chờ cho trứng nguội đi, tôi xin phép hướng dẫn các bạn, trình bày sơ các bạn một vài cách cách dùng trứng. Vì trứng rồi, luộc trứng rồi thì chúng ta phải tiến hành cái sử dụng trứng như thế nào. Trứng thì rất là bổ dưỡng, chúng ta ăn lúc nào cũng được, nhưng mà thời gian vàng tốt nhất là chúng ta nên ăn trứng vào buổi sáng các bạn, buổi sáng sớm, vì trứng có đầy đủ toàn bộ các chất bổ, chất vitamin cần giải khí cho cơ thể, sẽ bù đắp cho cơ thể chúng ta sau một đêm dài chúng ta nghỉ ngơi ngủ đó các bạn. Đó, còn cách dùng trứng đúng cho từng đối tượng như thế nào. Còn đối với người lớn chúng ta thì mỗi lần thì chúng ta ăn chỉ ăn một trứng, một ngày một trứng, chúng ta không nên ăn hai trứng trong một lần, trong một ngày, tại vì một quả trứng thì có khoảng 200 đến 200 mg cholesterol, trong khi cơ thể chúng ta một ngày chúng ta chỉ cần từ 300 đến 300 mg cholesterol. Cho nên khi ăn hai quả trứng thì cholesterol sẽ là dư thừa cho cơ thể chúng ta, rất có hại sức khỏe. Mà chúng ta ăn một trứng thôi, rồi kết hợp những các thực phẩm cholesterol khác trong các thực phẩm khác thì cơ thể chúng ta sẽ đủ số lượng cholesterol cần thiết đó các bạn. Cho nên tại sao chúng ta không nên ăn hai trứng trong một lần, trong một ngày đúng không các bạn? Và đối với người lớn chúng ta thì ăn mỗi một lần một trứng trong một ngày và một tuần ăn không quá 4-5 trứng các bạn. Đó. Còn đối với trẻ em, còn đối người lớn thôi xong, còn đối với trẻ em từ 6 tháng tuổi cho đến 1 tuổi đó, chỉ dùng được lòng đỏ trứng gà các bạn, một lần dùng được một lòng đỏ trứng gà và một tuần dùng được khoảng 2-3 lần các bạn. Đó, chỉ lòng đỏ trứng gà thôi các bạn. Còn đối với trẻ em từ 1 tuổi cho đến 2 tuổi thì các em có thể dùng nguyên cả một cái trứng gà, cả lòng trắng và lòng đỏ, nhưng mà không một lần dùng một trứng mà một tuần không quá 4 lần đó các bạn. Còn đối với trẻ em từ 2 tuổi rồi lớn hơn nữa thì có thể sử dụng mỗi ngày một trứng gà đối với em, nếu xem sở thích các em. Còn nếu không thì chúng ta sử dụng từ 5-6 lần trong một tuần thôi các bạn. Và đặc biệt và chúng ta cũng nên nhớ rằng sử dụng mỗi lần chúng ta sử dụng một trứng mà thôi, vì hai trứng sẽ cơ thể chúng ta sẽ không hấp thụ hết và rất có hại sức khỏe các bạn. Còn đối với đã nói với trứng gà thì chúng nói với trứng gà, trứng vịt luộc thì chúng ta phải, tôi xin phép đề cập luôn cả về cái trứng vịt lộn đó các bạn, vì trứng bổ chất dinh dưỡng rất là cao, rất là tốt cho sức khỏe chúng ta, nhưng mà chúng ta không nên lạm dụng. Trứng vịt lộn thì đối với người lớn bình thường chúng ta thì sử dụng một tuần không quá 3 trứng đó. Một lần thì sử dụng đúng một trứng, một lần một trứng, một tuần không quá 3 trứng. Còn đối với trẻ em dưới 5 tuổi thì tuyệt đối không được dùng trứng vịt lộn đó các bạn. Còn đối với các em từ 5 tuổi trở lên thì sử dụng một lần nửa quả trứng vịt lộn và một tuần không sử dụng quá 3 lần các bạn. Rồi đối với đặc biệt đối với các phụ nữ mang thai thì trứng vịt lộn thì rất là bổ, nhưng mà cho chị phụ nữ mang thai chúng ta cũng có ăn trứng cũng vịt lộn cũng là tốt, nhưng mà mỗi lần ăn được một trứng và một tuần ăn được 2 trứng thôi các bạn. Và nhớ rằng chúng ta ăn một trứng không được ăn 2 trứng một lần trứng vịt lộn đó các bạn, vì rất là bổ dưỡng, rất là bổ dưỡng đó các bạn. Sau đây tôi đã nói xong rồi thì bây giờ tôi sẽ tiến hành lột trứng các bạn. Lột trứng thì chúng ta có rất nhiều cách lột trứng, có 4 cách lột trứng đó các bạn. Chúng ta vừa rồi thì chúng ta tiến hành lột trứng bạn. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành đập trứng, chúng ta sẽ đập đầu lớn quả trứng và chúng ta đập đầu nhỏ quả trứng các bạn.
đó, thì chúng ta lột dần dần lên, chúng ta lột dần dần vào. Bây giờ rất là dễ lột các bạn, ở trời chúng ta lột xong chúng ta đã bỏ nước lạnh, chúng ta rất dễ lột, chúng ta lột dần dần vào trong giữa cái trứng của chúng ta các bạn, ta lột hai đầu các bạn, đó, dần dần lột vào giữa trứng các bạn. Chúng ta lột dần dần vào, chúng ta lột vô giữa các bạn, chúng ta đừng lột ở giữa, lột ra trứng ra thì bị dập vỡ các bạn. Chúng ta lột vào và chúng ta sẽ tách trứng ra các bạn, tách ra rất là dễ các bạn, chúng ta tách rất dễ nha, rất dễ mà đó các bạn. Rồi cách thứ hai lột chờ lột trứng là chúng ta tiến hành lăn trứng, chúng ta dùng trứng chúng ta đặt lên trên một cái mặt phẳng này, chúng ta lăn các bạn, chúng ta lột có được gì vậy, lăn trứng này, trứng sẽ ấy ra chúng ta ấy. Mà cái biện pháp lăn trứng này chúng ta ít ai sử dụng nó, vì nếu chúng ta làm không mạnh tay khéo tay thì trứng sẽ bị bể vỡ đó các bạn, đó cho nên chúng ta người dịch cái cách chúng ta thường hay bỏ qua. Còn cách thứ ba nữa là cách chúng ta lắc trứng, cách thứ ba là cách ta thổi trứng. Thường thường người ta dùng trứng ta đập hai đầu ở trứng các bạn, đập hai đầu trứng, đầu nhỏ của trứng, đầu lớn của trứng, và chúng ta lột đầu của trứng bự đi, và chúng ta sẽ tiến hành chúng ta thổi đầu nhỏ của trứng phọt ra ngoài đó. Cách này lột này cũng dễ làm, lột cho vui thôi. Thực tế là khi chúng ta làm vậy, khi hơi chúng thổi vào cũng là rất là mất vệ sinh. Còn một hai nữa chúng ta thổi trứng ra, chúng ta phải hứng đựng trứng, nếu không trứng rớt trứng đất sẽ bị bám đất và rất là bẩn, và trứng rất là dễ vỡ đó các bạn đó. Còn một cách thứ tư là người ta thường hay sử dụng nhất, đó là cách lắc trứng các bạn, nghe rất là ngộ đúng không bạn, nhưng thực tế nó rất là phù hợp đối với những nơi mà sản xuất như là các tiệm bánh, các cơ sở sản xuất bánh, các quán hàng, quán ăn, nhà hàng thì sử dụng cái lượng trứng rất lớn, trứng luộc rất lớn đó. Các bạn mà đặc biệt rất như nhất lúc lễ hội giỗ Tết mà chúng ta thường hay sử dụng trứng nhiều đó các bạn, thì tùng các bạn nên chuẩn bị trứng, trứng lắc trứng. Thì mà cái loại cái lắc trứng này chứ rất là phù hợp đối với cái các loại trứng nhỏ như trứng cút, thì trứng cút chúng ta lột thì trứng rất là lâu các bạn đó. Lắc trứng thôi, chúng ta bỏ trứng vào trong đây, chúng ta bỏ một lượng nước vừa vừa đó các bạn đó, chúng ta bỏ được lượng nước thì vừa các bạn này đó, vừa sắp trứng thôi, nước thì sắp trứng thôi, chúng ta tiến hành lắc, chúng ta lắc trứng đó các bạn. Cái cách lắc trứng này rất phù hợp và rất là chanh đối với những trứng nhỏ, trứng cút đó các bạn đó. Còn trứng vịt, trứng gà cũng bắt cũng vẫn lắc. Chú lắc trước trứng cút cho các bạn xem nha. Cốt nếu mà do đó nhưng không lắc, chúng ta sẽ đập trứng, chúng ta lột một quả trứng rất là lâu các bạn, lột quả trứng cũng lột được và rất là lâu các bạn, rất là lâu. Lột mà không khéo chúng ta này bẻ vỏ trứng đi, cái trứng cút vừa nhỏ quá, cái vỏ nó mềm lắm các bạn đó. Đó. Tôi chỉ lột cho các bạn xem thôi. Còn đây là lắc trứng xong này các bạn, các bạn xem trứng chúng ta rồi lắc ra, lột rất là dễ các bạn, các bạn xem trứng đó nó vỡ rồi các bạn, trứng chắc là dập hết rồi các bạn, dập hết lúc chỗ rồi, chúng ta lột rất là dễ, chúng ta lột rất là dễ các bạn đó, lột giống như là chúng ta lột qua, chúng ta lột giống như chúng ta lột khoai lang các bạn đó, rất là dễ các bạn, đúng không bạn? Chúng ta lột rất là nhanh, rất là dễ. Còn nếu mà lột một trứng nãy giờ chúng ta lột chắc cũng chưa được trứng nào đâu các bạn. Đó, ba ngày đó. Tôi là đàn ông mà tôi lột được trứng như vậy là rất là hay đó các bạn. Còn đối với phụ nữ lột kiểu này rất là lẹ, vì phụ nữ rất là khéo tay các bạn, rất tay rất là dẻo và khéo tay. Còn tay của đàn ông chúng ta rất là vụng về và cứng nên lột cũng không nhanh bằng các chị phụ nữ đâu các bạn ạ. Tôi nói chơi vui đùa các bạn vậy thôi, chứ thực tế phụ nữ chúng ta lợi thế còn thứ trong vấn đề lúc đó các bạn đó. Còn đó là chúng ta lắc về trứng cút thôi
giờ tôi xin phép lắc về cái trứng gà cho các bạn xem. Trứng gà cũng vậy, chúng ta cũng sử dụng trứng gà, chúng ta bỏ vào trong hộp này. Và trứng gà thì trứng mơ lớn thì chúng ta phải xùng hộp cứng hơn, nhưng mà tôi sử dụng cái hộp này cũng mềm. Ok, làm trước cho bạn xem. Rồi chúng ta cũng bỏ ít nước thôi các bạn, chúng ta bỏ ít nước thôi, chúng ta lắc này. Chúng ta lắc chúng ta lắc những cái bực vừa phải thôi, chúng ta lắc mạnh quá trứng sẽ bị dập các bạn đó. À, đó chúng ta đã lắc rồi, chúng ta lắc thì dễ lột cái hộp trứng các bạn. À, chúng ta lột rất là dễ các bạn. Cái trứng gà chúng ta lột cái giống như chúng ta lột ra các bạn đó. Rồi. Đó, chúng ta lột trứng chắc là nhanh cấp tốc đúng không ạ? Đó là cách để lắc trứng gà, trứng vịt cũng vậy các bạn. Đó, chúng ta sẽ lắc với lực vừa phải hơn các bạn. Đó. Phần lột trứng và lột trứng chưa đây đã hoàn thành rồi. Sau đây xin mời các bạn xem cái phần 2, đó là phần làm trứng đứng mà tôi đã hứa, là tôi đã giới thiệu bạn ở đầu video này. Xin mời các bạn hãy cùng tôi. Trứng là sau khi chúng ta đã lột xong thì tôi sẽ tiến hành hướng dẫn các bạn làm cho món trứng đứng các bạn đó. Trứng đã lột xong thì trước khi chúng ta tiến hành làm món trứng đứng, tôi xin phép ảo thuật cho các bạn, diễn ảo thuật cho các bạn đứng trứng đứng trên bàn bạn để bạn xem, và đứng trứng đứng trên trứng các bạn, để chúng ta trí rất phù hợp trong những bàn ăn hoặc gia đình. Chúng ta làm những trò vui này để tạo một không khí vui tươi và gắn kết yêu thương cho trong những bữa ăn, bữa họp mặt đó các bạn. Đó, đây tôi xin hàng tiến hành làm ảo thực làm trứng đứng trên bàn các bạn. Đó là trứng, quả trứng mà. Đó, quả trứng thì nó không nên đứng được các bạn, và tôi sẽ ảo thực có đứng các bạn. Đó, bạn hay qua đứng trứng bàn đứng cho các bạn. Đó. Trứng bàn thì quả trứng này các bạn sẽ cả đứng trên quả trứng các bạn. Đó các bạn xem đứng trứng đứng trên quả trứng các bạn. Mà ảo thuật này thì rất là đơn giản, rất là vui, rất là hợp trong những hợp mặt bạn bè, làm những trò cho các bạn bè chúng ta vô cùng ngạc nhiên đó các bạn. Đó là để được làm quả trứng như vậy. Chúng ta phải tiến hành làm rất nhiều cách làm quả trứng đứng. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ dùng cái trứng. Chúng ta dùng trứng, chúng ta dùng cái muỗng nặng nặng mà đập mớp cái đầu. Nếu tôi không hướng dẫn bạn thì bạn không biết chúng ta thế nào đứng được đúng không các bạn. Đập mớp cái đầu, đập mớp cho bạn, cho khi đưa bạn bè xem chứ bạn bè họ không biết là chúng ta bị đập các bạn. Chúng ta đặt lên trứng sẽ đứng các bạn, đó trứng đứng các bạn đó. Còn muốn trứng đứng lên trên cả trứng đứng thì chúng ta tiến hành đặt cái quả trứng này luôn các bạn. Đặt trứng này đó, đối với quả trứng luộc rồi và chúng ta còn chưa bóc vỏ các bạn đó. Đó, chúng ta làm vậy, chúng ta đập mốt cái đầu một xíu các bạn, chúng ta để lên và để cho cân bằng các bạn, để trứng nó đứng các bạn. Đó là hai tầng trứng đứng các bạn. Đó là trứng khi ta luộc xong, chúng ta vẫn còn để vào vỏ, chúng ta tiến hành cho làm trò tiêu khiển này các bạn. Tiếp đến trứng ta luộc rồi thì chúng ta sẽ sắp trong dĩa chúng ta. Bạn tôi hướng dẫn bạn cách như thế này, dĩa ta trứng luộc rồi thì chúng ta không còn vỏ thì chúng ta không đập được. Chúng ta để trên dĩa nó lăn các bạn, nó không thể nằm được. Cho nên chúng ta sẽ tiến hành dùng dao. Chúng ta cắt dạt bằng cái đầu của nó bạn, dạt cắt thôi bạn, chúng ta cắt ít thôi, chạy cho bằng cái đầu, chúng ta cần đúng cái đầu của chúng ta dạt các bạn, chúng ta dạt cái đầu của bạn, bạn cũng đặt trứng lên, trứng sẽ đứng các bạn, đó, trứng đứng các bạn, đó, chứ bình thường thì trứng không đứng các bạn, đó,
rồi chúng ta cà chỉnh lại sao cho chứng đứng các bạn đó. Đó rồi đó. Chứng nào cũng vậy, mấy chứng tôi cũng làm vậy các bạn đó. Và sẽ chứng toàn bộ đứng chứng trên cái dĩa này các bạn đó, và kể cả chứng cút cũng làm vậy các bạn. Chúng ta cắt đầu bỏ nào. Đó các bạn, chúng ta đứng trên dĩa hết rồi các bạn đó. Rồi chứng cút cũng vậy, chúng ta cũng chứng cút bình thường thì không phải nằm được, chúng ta cũng phải cắt về, chúng ta đứng cắt ngang đầu các bạn. Đó là cái hình cắt bỏ đầu đó, chứng sẽ đứng đó. Chúng ta làm cả một cái dĩa chứng đứng không bỏ lên bàn rất là đẹp mắt các bạn đó. Đó. Chúng ta sẽ làm rằng lên một cái dĩa trứng là trứng luộc, chúng ta làm cho đứng cho trứng luộc, rồi sau đó chúng ta trang trí các bạn đó. Rồi còn trứng đứng này chúng ta để khi mà bắt đầu vào tiệc chúng ta sẽ phải diễn các bạn, để chúng ta để luôn cho trên bàn của các bạn, và chúng ta sẽ gặp rất là ngạc nhiên vô trứng đứng đẹp quá các bạn. Rồi tiếp đến để con luộc có trứng đứng nữa, chúng ta phải tiến hành đặt quả trứng. Chúng ta đặt quả trứng vào trong cái đặt đầu trứng rồi đưa đầu bự quả trứng vào trong một cái chén nước giấm vừa lúc cái đầu các bạn, sau một ngày hai ngày trứng cái đầu trứng này sẽ mềm, thì cũng để trứng rất là dễ đứng các bạn đó. Đó là cách thứ nhất là cách đặt trứng, cách thứ hai là cách cắt đầu quả trứng các bạn, cách thứ ba là chúng ta ngâm trong dung dịch giấm để cho đầu trứng nó mềm đi, chúng ta để đầu đứng trứng các bạn. Rồi sau đây giờ tôi xin phép biểu diễn các bạn ảo thuật chứng đứng trên tay các bạn, chứng đứng bàn không, chứng đứng trên tay các bạn, chứng đứng trên tay các bạn đó. Đó các bạn thấy cái khó rất khó, chứng đứng tay các bạn, chứng đứng trên tay các bạn đó các bạn đó. Rồi chứng đứng trên tay mà chúng ta nghiêng xuống, chúng ta chứng nó không rớt xuống các bạn này, các bạn chứng đứng này nghiêng xuống nha, chứng không rớt các bạn đó, chứng đứng các bạn đó, nghiêng xuống chứng không rớt các bạn đó. Thấy chưa, cái chứng này thì chắc là khó làm, chúng ta không thể làm được. Nếu các bạn làm thì mình cũng hướng dẫn luôn các bạn chứng này đó, chúng ta sẽ biểu diễn cho các bạn xem đi, mình góc bàn cái chứng không rớt và chứng đứng như ta chúng ta bình thường các bạn đó. Cái chứng này là rất các bạn phải công phu một chút, đó là các bạn phải dùng cái ống kim chích các bạn, chích là lớn, chúng ta đâm vào một lỗ đây các bạn, thì trứng này trứng không trứng rỗng các bạn, nó rất nhẹ, là cho trứng kỳ nặng chúng ta không thể nào để được, để không cách nào để được cả, chứ trứng rỗng nó nhẹ chúng ta để là rất dễ các bạn đó, nha, để là đó, nó để đó ha, các bạn không, đó. Nó rỗng và chúng ta sẽ đục một đầu quả lớn của quả trứng này một lỗ hơi lớn, rồi đục đầu nhỏ của trứng một lỗ nhỏ xíu thôi, đổ vào cái kim rồi chúng ta đâm cái kim vào, chúng ta bơm hút hơi, cho bơm hơi vào trứng trồng rỗng và trắng sẽ cột ra ngoài đầu vào hết, và sau đó chúng ta tiến hành chúng ta cột phun nước vào, chúng ta rửa cái quả trứng cho sạch cái lòng quả trứng này, và sau đó chúng ta tiến hành đem đi luộc cái vỏ trứng này đó. Mà luộc với điều kiện chúng ta phải luộc rất là lửa review thì từ từ, thì nếu chúng ta luộc lửa nhanh nóng được độ cao trứng sẽ bị bể vỡ của quả trứng, là mất đi là thất bại đó các bạn đó. Xong đâu luộc xong rồi chúng ta vắt theo ráo nước, chúng ta phơi khô 2-3 ngày cho khô, rồi trứng chúng ta sẽ thành một cái trứng, cái nhìn chúng ta thành cái trứng vâng. Sau đó chúng ta dùng bột mì sẽ bứt lại những cái lỗ mà chúng ta bột mì trắng các bạn, nó sẽ bứt lại những cái lỗ mà chúng ta vừa khoan đó, cái lỗ sẽ bứt mảng luôn. Nhìn quả trứng giống như là chưa có gì hết cả, mà khi biểu diễn các bạn bè xem, các bạn được cho các bạn cầm được quả trứng gì, quả trứng tôi là tổng rất là nhẹ đúng không các bạn. Đó tăng gành đó, tăng để lên bàn tay chúng ta để xuống gành, trứng đứng luôn không bị rớt các bạn đó,
đứng lên chúng ta quơ quơ cái gì đó cho bạn đó. Đó, nếu mà tôi có hướng dẫn bạn chắc bạn nghĩ rất là cẩn thận kỳ đúng không bạn, nó thực tế là rất là dễ bạn đó, đó. À, sau đây đó là những trò vui tôi rất rất vui vào chương trình để giúp các bạn có những cái trò tiêu khiển vui trong những bữa ăn gia đình, biểu diễn các bạn bè, và quan trọng bạn có thể tôi sử dụng cái trò này để làm trò thực cũng được các bạn. Đây là thành quả sau một quá trình thực hành cho các bạn, chúng ta đã hoàn tất được công việc luộc trứng đứng đó các bạn, và xem trứng đẹp không các bạn. Trứng luộc này chúng ta ăn với rau sống chấm nước mắm, chúng ta cũng có thể ăn với rau muống luộc chấm nước mắm rất là ngon. Đây là món dân dã rất là ngon các bạn, phù hợp tất cả miền quê chúng ta, ai cũng đều biết sử dụng cái món này hết các bạn. Tóm lại, luộc trứng đứng thực chất là cách rút gọn của hai nhiệm vụ công việc, đó là luộc trứng và làm cho trứng đứng, đúng không các bạn? Đồng thời luộc trứng đứng cũng là một cách nói rút ngắn, rút gọn để tạo sự hứng thú, sự tò mò, sự quan tâm, cũng là cú lừa bằng mục để cho các bạn vào xem kênh video của tôi, đúng không các bạn? Tôi chỉ đùa các bạn cho vui thôi, thực chất kênh video của tôi chất lượng như thế nào, nội dung thế nào, hay dở thế nào, các bạn đều đã từng góp ý và sửa chữa cho chúng tôi, kênh video của tôi ngày càng hoàn thiện, đúng không các bạn? Đồng thời qua kênh video của này đây, nếu bạn có thì hay thích các bạn hãy like và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Nếu các bạn thích xem kênh video của mình thì bạn hãy đăng ký xem và bấm vào chuông hình chuông ở dưới kênh video này để khi có những video mới cập nhật các bạn vào xem, chúng ta được cùng tìm kiếm. Và một lần nữa trước khi chia tay các bạn, tôi không có gì hơn xin gửi lời chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ủng hộ kênh video của tôi trong suốt thời gian qua, và xin trân trọng kính chúc các bạn được chúc thành đạt, may mắn bằng sự như ý và nắm bắt tay. Và để trước khi kết thúc đoạn video này, tôi xin phép trả nợ lại cho các bạn lời hứa đó là kể tiếp câu chuyện dở dang ở đầu kênh video này, đúng không bạn? Câu chuyện được tiếp tục như sau. Sau khi nghe qua, hoàng ta đỏ mặt chĩa tay đập bàn hô lớn, hê hey, cái nào đứng, cái nào nằm, cái nào đứng hãy đem đi cho xem. Nàng B vô cùng hoảng sợ khép nép đem đến mở ra cho quan xem. Quan xem xong lên một tiếng, cái của anh có thì tôi cũng có. Cuối cùng quan nghiêm nghị phán xét, anh A lấy cái đứng của mình cho anh B và anh B đưa cái nằm cho anh A đem bán và mua lại cái đứng cho mình và còn như đem luộc ăn. Câu chuyện đến đây là xin kết thúc, đúng không bạn? Thực chất câu chuyện này là câu chuyện tục dẫn thanh, cho nên chúng ta cứ nghe, chúng ta cứ nghĩ ngợi, không biết cái của A, cái anh B là cái gì. Thực chất các bạn đã biết rồi, cái A là cái anh B là gì, phải không các bạn? Tôi xin phép nói rõ cho các bạn nhé, nói thêm cho các bạn biết nhé. Đó là cái con A là con lật đật, tại vì con lật đật xưa nay chỉ biết đứng, con nào không biết nằm bao giờ, đúng không bạn? Và cái quần B là vài chục quả trứng gà và trứng vịt, vì trứng gà trứng vịt chưa nay có biết đứng bao giờ, đúng không các bạn? Đoạn video đồng thời trước khi một lần nữa trước khi chia tay các bạn và hẹn lại các bạn trong một vài video tiếp theo nhé. Và đồng thời để thay cho lời kết của đoạn video ngày hôm nay, tôi xin mạn phép gửi tiếp tới các bạn một bài thơ tự biên với tựa đề đó là thích đứng hay nằm thích. Nội dung của bài thơ cũng liên quan đến vấn đề trước mà chúng ta đề cập trong video ngày hôm nay đó các bạn. Bài thơ có nội dung như sau. Chính là họ tộc nhà em xưa nay biết đứng chi mô mà bàn, từ ngày anh đến chốn này bài trò em đứng kiểu này kiểu kia. Đứng thời có thích anh ơi, nhưng em vẫn thích xưa nay kiểu nằm, vì em là chứng nhà nông, dù nằm hay đứng em không so bì, đứng rồi
rồi để làm chi? Bỗng dưng anh đến, anh đi vương sầu, để em tránh khỏi âu sầu. Kiểu đứng để biết, kiểu nằm bền lâu. Xin hết à, xin chân thành cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Và xin hẹn lại gặp các bạn trong thời gian sớm nhất, trong một video tiếp theo đầy hứng thú và đầy bất ngờ nhất nhé các bạn. Xin chào các bạn.